Nguyễn Hiền, chữ Hán, Nguyễn Yến, 11 tháng 3, muộn 2, 05 tháng 9, muộn 2, 56, là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam khi mới 13 tuổi. Cuộc đời ông gắn với nhiều giai thoại dân gian Việt Nam còn lưu truyền đến nay. Cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Hiền sinh năm 1234-1256 tại làng Dương A, huyện Thượng Hiền, Phủ Thiên Trường, nay là thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông thi đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi, trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Tại khoa thi tháng 2 năm Thiên ứng Chính Bình thứ 16, một trăm hai mươi bảy thời vua Trần Thái Tông. Cùng năm đó, có Lê Văn Hưu, 17 tuổi, đỗ bảng nhãn và Đặng Ma La, 20 tuổi, đỗ thám hoa. Đây cũng là khoa thi nho học đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt ra danh vị tam khôi, bao gồm trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa khi ông đỗ trạng nguyên vì còn thiếu niên nên vua trần thái tông cho ông về quê ba năm tu dưỡng thêm rồi mới gọi ra làm quan hết ba năm vua tuyển ông vào học tiếp tam giáo chủ khoa tức đạo lão đạo phật đạo khổng về sau bổ nhiệm làm quang đến chức thượng thư bộ công ông có đẹp nguyên và nguy những năm làm quang trong triều nguyễn hiền có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước năm ất mão một hai năm mươi đại việt bị chiêm thành xâm lược Vua Trần Thái Tông rất lo, bèn giao cho Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại, Trạng Hiền thu quân về Vũ Minh Sơn mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho ông danh hiệu đệ nhất hiển quý quan. Về nông nghiệp, ông cho đắp đê quay vạc sông Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. Về quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn quân luyện sĩ. Ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn, 36 Trạng Nguyên Nguyễn Hiền Lâm bệnh nặng rồi qua đời, Hương Dương 20 tuổi. Vua Trần Thái Tông thương tiếc truy phong ông là Đại vương Thành hoàng và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có Đình Lại Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Á. Hiện nay, tại đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông, thôn Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định, còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn ngọc phả nói về sự nghiệp của ông. Trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền như sau. Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế lập tam tài. Tạm dịch là 12 tuổi khai khoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài. Sau khi ông mất, để tỏ lòng tôn kính một nhân tài mệnh yếu, vua cho đổi tên huyện Thượng Hiền thành Thượng Nguyên để kiêng tên húy của ông. Giai thoại thần đồng từ nhỏ Nguyễn Hiền, mồ côi cha từ nhỏ bà mẹ đã cho ông theo học sư cụ chùa Hà Dương ở làng Dương A. Tương truyền lúc đầu vào học sư mới viết được 10 trang giấy, hiền liền đọc ngay được như người đã từng đi học rồi, sư cụ lấy làm lạ. Một đêm, sư cụ nằm mộng thấy Phật của rằng, Trạng Nguyên mỗi lần vào chùa thường nghịch ngợm, sao nhà ngươi không gian đe, ngăn chặn. Sư tỉnh dậy, đốt đuốc khắp chùa, thấy sau lưng các pho tượng đều có viết chữ phạt 30 roi. Riêng hai pho hộ pháp ghi phạt 60 roi, sư nhận ra ngay chữ của Hiền. Một hôm, sư lên lớp, bèn lấy một câu trong sách. Kính quỷ thần mà phải lánh xa, mà dặn Hiền rằng, Phật tức quỷ thần, trò không được nhạo báng. Hiền liên nhận lỗi và tự lau sạch những chữ mình đã viết. Từ đó Hiền càng chăm chỉ học tập, học đến đâu nhớ đến đấy. Xuất khẩu thành chương năm 11 tuổi, Hiền đã nổi tiếng và được mệnh danh là thần đồng. bấy giờ có người họ đặng tự cho mình là đã đọc biết hết các sách, nghe tiếng tâm, hiền liền tìm đến nhà hiền thử tài, ra đầu đề bài phú. Phượng Hoàng xào A kỳ lân du úc và ra hạn cho hiền số câu, mỗi câu phải có tiếng chỉ một loài cầm thú. Hiền liền ứng khẩu, phi long kiên chiếu, mã Bắc xuất hà ý bi hùng chi thế, ấp vu chắc lộc chi A. Dịch là, rồng không bay lên nơi ao, hồ ngựa không từ sông phi ra, đẹp thay đời có họ hữu hùng làm nhà ở nơi chắc lộc đệm người họ đặng hết sức thán phục hiền và tấm tắc khen là thiên tài đỗ trạng nguyên nhưng chưa được bổ nhiệm đến năm thi đình mùi một hai bảy bảy nguyễn hiền dự kỳ thi đình với bài phú áp từ từ kê mẫu du hồ phú bài phú về gà con từ dã mẹ gà đi chơi hồ nước vua hỏi hiền trả lời trôi chảy cả văn lẫn ý vua khen ngợi và hỏi học thầy nào nguyễn hiền trả lời thần không phải là người sinh ra đã biết nhưng khi có một đôi chữ không biết thì hỏi thầy chùa vua lại nói vì con nhỏ mà trạng nguyên ăn nói chưa biết lễ cần cho về nhà học lễ ba năm mới bổ dụng về sinh trưởng bằng mãu sâu chỉ qua vỏ ốc nguyễn hiền trở về quê nuôi dưỡng mẹ ngày ngày đọc sách hiền vẫn rất ham chơi thường lúc rỗi rãi vẫn cùng trẻ làng chơi khăng thả diều một lần triều đình tiếp sứ trung hoa viên sứ đưa ra một con ốc xoắn nhờ sâu qua ruột nó bằng một sợi chỉ mảnh được như vậy y mới chịu vào thành. Ai là viên sứ muốn thời tài tài người nam ra sao? Vua truyền cho các quan tìm cách sâu thử, nhưng vị nào cũng lẻ lưỡi lắc đầu. Bây giờ vua chợt nghĩ đến trạng nguyên trẻ Nguyễn Hiền, bèn cho triệu trạng về kinh. Viên quan được giao việc đến quê gặp trạng, gặp ngay một lũ trẻ, chăn trâu nghịch đất đầu làng. Thấy trong đó có một cậu bé mặt mũi khôi ngô, đang bày cho lũ bạn đắp một con voi bằng đất mà bốn chân lẫn tai, vòi, có thể ngoe ngoẩy được. Sứ giả đồ chứng đó là Trạng Hiền bèn buông một câu thăm dò, tự là chữ, cắt rằng đầu, chữ tử là con, con nhà ai đấy? Cậu bé nghe được không ngước mặt lên, cũng thủng thẳng buông một câu. Vu là trưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa hỏi ta chi? Chủ ý của viên quang xuất một vế đối theo lối chiết tự chữ hán. Chữ tử có hai bộ phận trên như cái răng say, dưới là chữ thớ, để nguyên tử có nghĩa là chữ, bỏ rằng trên còn lại chữ tử, nghĩa là con, và gắn luôn với vế đối nôm tiếp đó thành một câu hỏi nửa hán, nửa nôm. Câu hỏi cũng có sắc thái của người trên hỏi kẻ dưới. Trạng hiền cũng đối lại bằng cách chiết tự chữ hán kết hợp với một phần nôm. Chữ vu, ý là chưng có hai nét ngang và một nét móc, bỏ nét ngang, y ở giữa thành chữ đinh, nghĩa là đứa. Đi với đứa nào đứa này là một vế đối rất chỉnh và rất sược. Sư biết đó chính là trạng hiền, bèn xuống ngựa, truyền lại ý vua vời trạng về kinh nhưng trạng hiền không chịu viện lẽ rằng trước vua cho trạng kém lễ buộc về nhưng lần này vua cho vời trạng lên cũng không giữ đúng lễ viên quang không biết làm thế nào phải tay trần tình đầu đuôi câu chuyện sứ giả nước ngoài đưa câu đố mà chưa ai giải được trạng hiền nghe chỉ mỉm cười trở lại với đám trẻ chăn trâu chờ khi viên quang lên ngựa hiền mới xui đám trẻ cùng hát tích tịch tỉnh tang bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng bên thì lấy giấy mà bưng bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang tích tịch tỉnh tang viên quan nghe nhầm thuộc lời ấy biết trạng đã chỉ cách giải vui vẻ trở về kinh bài thơ chữ điền tương truyền sứ thần trung hoa đem một bài thơ ngụ ngôn sang thử nhân tài nước nam bài thơ như sau lưỡng nhật bình đầu nhật tứ sơn điên đảo sơn lưỡng vương tranh nhất quốc tứ khẩu tung hoành gian dịch là hai mặt trời bằng đầu bốn trái núi điên đảo hai vua tranh nhau một nước bốn miệng ở trong khoảng dọc ngang, vua và các quan trong triều không ai giải nghĩa được là gì. Một viên quan tâu với vua, xin mời Trạng Nguyên Nguyễn Hiền mà vua cho là bé đang ở nhà để rèn luyện thêm, đến để hỏi nghĩa. Các quan đến quê mời gặp lúc Nguyễn Hiền đang nô đùa với chúng bạn. Nguyễn Hiền nói với các quan: Trước đây vua nói ta chưa biết lễ, thì nay chính vua cũng không biết lễ, không ai đi mời Trạng Nguyên về kinh lại không có lễ nghĩa. Quang về tâu lại với vua rồi đem đồ lễ và xe ngựa đến đòn mới chịu về kinh. Về đến kinh đô, vua đưa bài thơ của sứ Tào ra, Trạng Hiền liền giải thích như sau. Câu thứ nhất có ý nói là hai chữ nhật xếp ngang hàng nhau. Câu thứ hai nghĩa là bốn chữ sơn, xoay ngược xuôi. Câu thứ ba nói về hai chữ hương, vương. Câu thứ tư là bốn chữ khẩu, xếp ngang dọc cạnh nhau. Tóm lại, tất cả bài thơ chỉ nói đến chữ điền, có nghĩa là ruộng đất, Giải xong, Trạng Hiền viết thư đưa cho sứ Trung Hoa, ông ta phải chịu là nước Nam có nhân tài.